chiếc đồng hồ Hub Plus Classic Fusion Blue King Gold. Đây là một bản, phải nói là bản quốc dân của đồng hồ Hub Plus. Bản này là bản Titan. Bản Titan và bản Blue King Gold thì hai bản này thật ra là nhìn hình dáng là như nhau. Về màu sắc chủ đạo là blue, là như nhau. Mặt trong là như nhau. Nhưng khác là các chất liệu vỏ bọc, cái vỏ sản phẩm này. À, đây là bằng Titan. Bản Classic này là Titan. Thì giá trị của sản phẩm này là trên 100 triệu đồng. Nhưng đối với bản Blue King Gold này thì là trên 300 triệu đồng. Sẽ có nhiều màu sắc bên trong mặt, số khác nhau và dây cũng khác nhau. Ví dụ như bản thường này sẽ có trong là màu gray, màu black. Tương tự đối với bản King Gold này sẽ có, đây là màu xanh blue thì sẽ có màu gray, màu black, vân vân.